sự có dạy công nhân như Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta xem kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Chư Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông, chúng ta thấy hành trì một đời của Ngài rất giống. Điều cần khó được là Ngài đem quạt kinh văn Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông. Chư tử trong kinh Lăng Nghiêm nào? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thời mới là này. Kết hợp với tịnh độ tứ kinh, gọi thành tịnh độ ngũ kinh. Ngũ kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông chương cho đại sứ ứng quan trọng, chọn đức quan trọng tiếng kinh điển tịnh tâm đặt đến cứu cánh